Chào anh em, ngày hôm nay em lên một con CD90, em xin lỗi, CD90 hải quan chính ngạch đầu 11, xe rất là đẹp, xuất sắc, nói chung là miễn bàn luôn, chỉ có bàn về giá cả thôi. Thì giá em ấy là 100 mấy chục triệu, một em bao rút hồ sơ cho anh em. Đó, 100 mấy chục triệu một con. Con này là 100 mấy chục triệu. Anh em ok thích dòng chơi dòng xe 90 đầu 11 hải quan chính ngạch này, cứ việc liên hệ qua số điện thoại của em 0979 396 007, Zalo. Nói chung xe thì miễn bàn, rất là mới, nó mới như xe thùng, mới ken sao ăn luôn. Đó, anh em chơi cứ việc liên hệ em, bao rút hồ sơ cho anh em nha. Xe rất là đẹp, nói chung em quay sơ bộ cho anh em xem thôi, còn riêng xe thì em bao anh em là không chê chỗ nào hết, nó mới như xe Trung Quốc vậy đó, mới ken sao ăn luôn. Nhìn phục với lại với sơn là miễn bàn, đồ xi thì mới long lanh. Nói chung anh em chỉ có bàn về giá cả thôi, chứ còn giá thì hơi tê, 100 mấy chục triệu, nhưng mà kiếm con thứ hai mà hải quan chính ngạch cũng hơi bị khó, riêng con này rất là khó. Cảm ơn anh em thích sưu tầm về chơi, cái việc liên hệ qua số điện thoại của em 0979 396 007 để được giá tốt nhất. Mến chúc anh em vui vẻ, sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực. Mến chào anh em, hẹn gặp lại anh em những clip sau.